bạn. Mua cái đường che vô câu cá sặc. Bánh mì đặc sản Sài Gòn đúng không? Chờ hết xôi, ăn xôi ngon. Rồi chờ bánh mì hết xôi rồi. Chuyến mình sẽ đi đường này câu nha các bạn. Vô trong ao rồi nhúc câu. Bỏ cho nó nhiều ớt lên câu, cho nó ăn chết bạ đi. Bãi câu rồi nữa các bạn. Đây ruộng người ta trồng rau nhút á. Rau nhút mà mấy rau ăn lẩu đó. Ruộng này chưa trồng lại nè, rau nhút ruộng này hư. Đó. Nè anh em mình sẽ câu ở đây. Tại vì cái chỗ này, cái ruộng này nó không thả lưới. Mấy cái ruộng bên kia thì thả lưới quá. Cho anh được con nào cho anh? Không ăn hả? Cá hôm nay đi đám giỗ mà. Nay rủ nhau đi đám giỗ rồi. Ngồi vô trong đây ngồi cho nó mát nha các bạn. Đây, đây mình câu ở đây. À, đi câu là phải sắm nước nè. Hai ông hai chai bánh mì luôn. Bốn ổ bánh mì luôn. Bốn ổ bánh mì. Đó, ăn đuối. Phải cho đầy đủ như vậy. Đây thằng em mình đây. Đó. Anh em thi coi thằng nào nhiều cá hơn nha. Đây mình câu dưới đây nè. Rồi để mình làm cần rồi mình quay tiếp nha các bạn. Ngoài đây là sông. Sông ngoài đây thì có cá tra với lại cá chép đồ á. Bình thường anh em mình cũng hay câu nhưng mà hôm nay rảnh có buổi sáng à, đi câu cá sặc cho các bạn coi. Đẹp không? Đây các bạn, lưỡi câu cá sặc nè. Nhỏ chút nhí vậy thôi nè. Thấy không? Chút nhí à. Bén lắm nha. Bây giờ mình gỡ ra mình vô cần. Muối này mua 3.000 một bộ nha. Cần tre thì 8.000. Cột dây vô. Hôm nay gió mạnh quá Hương. Lạnh luôn á. Mát quá, trời như này quá. Còn giác giống trên đất lắc quá. Mai tới Tây rồi. Ủa vậy là tối nay có bắn bó bông đúng không? Năm nay bắn hình như có 2 điểm mà. Thủ Thiêm với lại Suối Tiên. Năm trước nó về mà. Dịu. Nè các bạn, xong rồi nha. Nè cần của mình nè. Bây giờ vô mồi mình câu cho các bạn coi nha. Hy vọng hôm nay cá ăn nhiều. Ý. Cần cá đầu tiên nè các bạn. Thấy không? Mới thả xuống dính liền thấy không? Vô đi con. Vô đây. Cá này cá ly thia là cá bể trầu nha các bạn. Nè. Người sọc sọc vậy nè. Con này bể trầu. Đó. Ghiền quá. Để thả đi. Ôi, nó nuốt rồi Hưng ơi. Nuốt sâu quá rồi. Không 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 sao. Rồi đi. Nha các bạn. Con này con bể trầu nha. Đây nhiều lắm.
nó ăn mồi trước mấy con cá sặc luôn à. Nên anh em mình đi câu cá sặc. Nhìn đẹp ghê. Giống cá lithium mình đó. Rất là. Thả đi. Chờ cá ăn các bạn. Mì đang tập. Ừ, ông chưa ông nào ăn sáng hết á. Mời mọi người nha. Ăn bánh mì thôi. Ăn mì uống nước là no căng tới chiều luôn, tới trưa luôn á. Đó. Chỉ cần ngay luôn. Em mình này. Ăn xong rồi mới nói chuyện với mấy con cá này được. Bánh mì Sài Gòn đặc sản Sài Gòn. Thôi có nhầm mùa em á. Nhầm mùa em. Một phớ. Các bạn. Quá trời luôn ha. Như đây mà có 10.000 à. Ai coi buồn gáng chịu. Mời mọi người nha. Ngon quá. Được rồi. Sau ghé là cua luôn. Sau ghé băng chứ. Ngon. Nãy giờ mình giật nhẹ nó. Đây 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 đây. Ý, con đầu tiên nha các bạn. Con cá sặc mà lại dính cá rô chết rồi. Nè các bạn. Cá rô nha. Cá rô nhỏ xíu à. Để chờ con cá sặc mình lại dính cá rô. Để mình gỡ ra đã nha. Ê, 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 ê. Ê, dính cá sặc nha các bạn. Đây rồi. Ê, vô đây. Nè các bạn. Cá sặc đầu tiên nha. Ôi, rớt mất tiêu luôn. Rồi xong. Diễn cho cố vô mất tiêu con cá sặc rồi. Không sao, tôi buông cái khác. Bạn nào mà ở thành phố cuối tuần ra đây câu cũng vui. Khúc này khúc bên chỗ quận 12, đường Lê Huy Riêng á. Nay hai anh em mình rảnh buổi sáng rồi, ra đây câu. Ăn liên tục mà không dính được ơi. Anh đổi mồi cái. Mình thay mồi nữa nha các bạn. Cái cần anh hơi dài nó dướng quá. Đấy các bạn, mồi đây nha. Giờ thả mồi nha. Dính nữa nè. Ăn nữa. Ý. Em móc mồi bự bự xíu hơn là cá sặc nó ăn à. Nếu không nhỏ quá nó cũng nhát ăn. Ý. Rồi dính con cá ly thì. Mấy cá bể chậu nẻ phá ghê luôn á. Ở dưới đây có cá rô phi bự mà. Thấy sao cái đìa này người ta không có thả lưới. Ý, ý, ui. Rồi xong luôn. Lại xảy rồi nha các bạn. Buồn ghê luôn. Đây một con. Cuối cùng tao cũng bắt được mày. Một con nữa nha các bạn. Cá sặc giấy. Bình tĩnh nào để tao gỡ mày ra cho. Cho vô vỏ. Rồi còn mồi nè, tiếp tục nha. Đây
đó, hay quá mọi người. Đây nghe mình Vinh con nè. Rồi rồi, con kìa, con kìa chụp đi, rớt vậy. Tính đào tổ mà không thành công. Bèo nhỏ nhỏ này quá trời luôn nè các bạn. Bèo thấy mình thấy mấy anh hay vớt cho heo ăn. Này người ta chưa vớt bèo quá trời luôn. Bên kia cũng mấy rượu rô nhút nữa. Dài tuốt tuốt lút bên kia. Hưng xem anh đây. Nó ăn nè. Ôi còn cá lì thề nữa. Ôi mày quá cá ơi. Cá lì thề nè các bạn. Mình rỡ. Con này cũng bự á. Con này thả nó nha. Đi con. Nó không đi luôn nè. Hay đỡ. Ủa chơi trò gì á? Câu kiểu mới nè các bạn. Dân đứng quýnh chè. Này dân đứng gì? Cá ơi cá. Ý ý ý ý ý. Cái sạc bự nè. Ý vô. Vô con. Cái sặc nữa nha. Con này bự hơn con kia xíu rồi. Tôi cũng thả nó xuống rồi chứ. Đi con. Nhưng cái sặc này miệng nhỏ ăn khó dính lưỡi câu lắm. Phải giật phải nhấp liên tục rồi. Quan trọng là thần thái thôi. Thần thái là thần bên thái đúng không? Còn mình người kinh là thần kinh đúng không? Một lần logic. Quan trọng là thần kinh thôi. Cá ơi cá à. Nay trời là lạnh nó không muốn ăn hay sao? Lạnh nó ở thuốc sâu dưới. Em ăn bánh mì nữa đi. Cá không ăn, ăn bánh mì nữa đi. Mấy cá này chơi kỳ quá à. Ăn mà nó không dính. Thấy đồ lòi lõm gì vậy? Câu cái cần nè các bạn. Câu cái cần với cái đũa luôn nè. Chết rồi. Ừ, gắn lên cá bạn cần đó cho anh coi nha. Ừ, ném xa ta. Ta câu cái cần này ta giật của mình cái cổ tay không thích. Cần đó là giật nguyên cánh tay luôn á. Tại vì là em giật như này thôi. Cưng nhà anh lên cá rồi. Anh điên. Các bạn giấy nè. Quá đẹp luôn. Nó đi. Thả ngang. Ý, đó. Nó là chơi. Ý, thấy rồi.
giật lên mà thấy nó khựng cái là biết nó xảy ra các bạn. Câu cái sặc này phải giật liên tục vậy á. Những lúc không ngờ vậy nó lại ăn khựng luôn. Ăn dữ vậy, thả xuống đi ăn liền. Cá lồng tông trơn rứt, cái cửa đang hồn quá à. Ăn cái gì nó kéo đi luôn à. Nó là một cục môi với nó là một cái lười đó. Cá nhỏ mà nó kéo cái ghê không. Con ở bà Châu đó. Ừ, có bự là nó ăn nhẹ hơn. Con ăn mà kéo mạnh vậy là cá nhỏ chứ. Kiểu giống như tuổi trẻ bùng bột thấy không. Ý. Nữa. Nó dính trời. Nốt con này về nha các bạn. Ý. Ý, rồi nữa. Giật hiền quá. Nốt mồi này mà hết là về luôn nha. Câu nữa. Được. Mình còn nữa nè các bạn. Dính im dính lòng tông hoài. Các bạn trâu. Các bạn câu nó câu này. Cá quá trời luôn. Các bạn câu nó câu. À có một cái dây lai nè. Có cái tô của mình. Ghê mà. Mình về nha các bạn. Nha, lấy gần này câu đi. Lấy gần anh câu đi. Để cho cô nhỏ nó ở lại nó câu. Mình tới giờ về rồi. Hết giờ Linh rồi. Thích thủ rồi các bạn ơi, nay không được mấy con. Rồi anh em mình kết thúc video ở đây nha. Giờ phải đi về.